Luôn. Cái gì? Cái gì? Làm bài đó, con đang livestream nè. Ở giờ ở trời mày giỡn mày. Giỡn vậy chơi luôn chứ ngại sợ gì. Để tiếp tục chương trình. Xin mời nam ca sĩ Tấn Lực. Tấn Lực. Đúng. Nãy giờ livestream kìa. Không, con mới live đây à chứ. Đáng nhìn yêu cầu mình yêu cầu bài nào. Trắng như vì sao gối đầu ngủ, cô đêm từng lần suy tư khi nhớ em trong đời những ngày thương tiếc lớn. Mây đen làm úa trăng cười cho I'm not afraid to die.
xa quá chiều chiều trước anh thương chơi khách nhà đêm trở và đêm thôi vô cái ta hết rồi mày nhớ mấy mấy món nửa chai thì con lo phục vụ văn nghệ hả, nó phải chậm lại xíu. Xin chào mọi người, happy weekend. Hello chị Trâm, hello chị Len. Kiếm mồi gì mà ngồi đứng lại. Hãy muốn làm gì làm, chứ còn những con trai kìa. Giờ bữa hát bài anh còn nữa em, giờ chẳng lẽ làm nữa. Nhiều khi giờ hát hay không bữa nhau làm lại. Mới đâu ca sĩ nó cũng đi hát chỗ này chỗ kia, có bài một chứ mấy. Bài một hát hoài. Ờ. Thôi, nào không hát nữa mà. Mệt hả? Ừ. Ca sĩ gì mà hát không âm gài mệt trời. Người hoan. Kể mình chịu khó hát hay 10 bài cũng có người coi à. Đang có 2 bài chị coi. Vô. Bà nào vậy? Ừ? Đó, có bà Trâm luôn đó, bà đưa ở ông đó bà rình nghe. Chị Trâm đó chứ ai. Vô. Quay ra nhìn ca sĩ. Cái gì? Cái hát phải cho người ta nhìn mặt chứ hát. Thấy mặt ca sĩ cái giống ca sĩ tức lực cái công chứ. Nhiều khi người ta còn hâm mộ ra đường thôi. Hâm dọ, ra đường thấy mặt hâm dọ liền. Để xin chữ ký luôn nữa chứ. Biết sao con quay bà chú không? Bà Trâm bà ngồi bà rình đó nhỉ? Phải. Tại nãy giờ con đánh đàn dở quá, con quay qua chú lỡ ra đường nó gặp chú rồi nó quất chú rồi. Cái thằng đó bữa đánh đàn dở trên mạng nó quất quá. Né nè, con né mấy cái vụ đó. Xem ai có, ai coi trời, giờ chẳng lẽ lên năn nỉ. Mấy người hai bà, hai người đó. À, hai người nè, hai người coi mấy. Bữa nay thứ mấy Việt Nam? Thứ bảy. Nay chủ nhật.
Hôm nay chủ nhật. Không, mà đang giờ đang mới giấc sáng. Sáng chủ nhật. Sáng đi cà phê rồi tao tán dốc mà tao không coi chứ. Đúng rồi. Không mà chưa dậy luôn. Chơi hơn chừng một tiếng hồ đó thì về tao sẽ lướt lên Facebook. Ủa? Chơi coi. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ hình như là chưa dậy. Ờ, 8 giờ rồi. Không, mình chủ yếu là vui mà nhiều người coi, còn hai người coi là vui. Nhiều khi không có ai coi chứ. Coi, hai người coi là vui. Mình ở California nha mày. California nhé. Ở đó tôi lên sân khấu á, cái lúc mà mấy tụi nó tiểu mấy tụi hẳn đi bộ đội á, lên sân khấu nữa hả? Ở hát làm gì trển? Xin văn văn nghệ á, hát văn nghệ địa phương á. Trời. Lên sân khấu hát luôn mày. Ồ. Tụi đi bộ đội đi quân sự đó, nghĩa vụ quân sự đó. À, cái tụi đó đúng rồi chú hát đó, tụi nó mà ở lại mệt chú á. Hát trong tiễn liền luôn. Hát là tiễn. Hát là tiễn tụi nó đi á, chứ mày hát mà kiểu tụi nó ở lại là nó quấn chết. Lên hồi đó đi văn nghệ đồ vô. Còn đâu những chị em chú đánh nghe hai nghe đi hết chúng rồi. Mình buồn kể nhau nghe chuyện đời. Đây chơi cho vui thôi nha. Tao không có lối rèn tức ghê luôn á. Bia nè. Ồ lạnh đá lạnh lắm nè. Giải trí cuối tuần xin quý vị cố gắng lắng nghe. Ép nghe. Ép nghe, cố gắng lắng nghe. Ép nghe. Chơi vui mẹ. Cái bài này nó nằm lòng mà giờ cũng quên rồi thấy không? Bớt rồi. Tại lên sân khấu lớn á nhiều khi cũng quên. Mày lấy hai chai thiệt luôn á hả? Con còn mẹ. Thì uống ở Mỹ mà đâu ai uống Việt Nam đâu. Đâu có ép được. Mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm chiều tôi lối về tìm kéo nhau nghe chuyện tình mình nay che kín như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình đi đã xa nhau rồi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong buồn một người xa cuối trời tiếng gấp cánh dài em đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo không gì mình ước huy hoàng mang thấy nàng dần hoa dần hết âm tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao ta quá nhau hàng lên nỗi đau bước chân em đi về mau. Mưa vẫn hay mưa trên biển đảo làm sao em biết những bước chân chiêm gì xin hãy cho mưa qua miền đất rồi sao sợi đó cũng cần có nhau hay là ngủ rừng rất là khó xin rất em là đau khổ về đây. Đúng không? Bao nhiêu hơi cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành. Và mỗi chuyện dù có đúng sai anh xin nhận hết đến chuyện
đó là cái đó là cái bữa cơm mà anh của anh cũng chưa để anh cho em quay nhắc tôi nói mẹ tôi giờ tôi về tới một tuần đúng một tuần mẹ tôi mất luôn đó mẹ tôi vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chưa đi chùa anh nói là bây giờ mẹ mình và mọi chuyện dù có đúng sai anh xin nhận chứ đừng có khóc rồi mẹ nhớ không có khóc à, không, không, không. Nhưng mà cái lúc đó mà mình không cầm được nước mắt mà không biết cái chỗ nào cái lúc mà mình làm tụng kinh á cái lúc mà ông thầy tụng kinh á thầy tụng kinh như livestream thầy tụng kinh là gì vậy?